trời ơi hôm qua mình coi cái trailer game của anh dũng thần trùng xuất sắc đúng thiệt luôn á khi mà anh dũng anh, anh chơi quá nhiều em kinh dị á thì cái tem ảnh sản xuất cái game kinh dị mà lần đầu tiên phải thấy một cái game kinh dị ở việt nam mà nó mà nó được đầu tư một cách rất là kỹ lưỡng và mình coi mình coi mình mình thấy giống như là mình đang coi một cái một, một cái game của nước ngoài á mọi người có nghĩa là có nội dung và cái trả lơ mà có nguyên một cái bài hát Việt Nam như là ca khúc đồ thông hai mộ thì phải mà ở ở có, có có nghĩa là ảnh làm rất là chi tiết cũng có đèn pin giống như những cái game nước ngoài mình hay chơi vô là có đèn pin đồ họa cũng đẹp nào là những cái hình ảnh của nhà trọ Việt Nam rồi rất là hay luôn mong rằng game này ra tôi sẽ chơi thử game ma một mình một lần cho mọi người coi chào ơi thần trùng xuất sắc Ừ, chơi game A mà phải có một đa, một đa đúng chơi game ma mà gia đình phải ngồi sau lưng tôi mọi người khoảng 5 người thì tôi mới chơi được cho anh em chứ nơi thấy ghê quá chiều khắp nổi quá đáng sợ